Xung quanh đây bốn bề là thính, bình tĩnh như em được mấy người? Hello, các em, Hào Hán. Các anh em cho mình hỏi khí không phải. Ở đây có bạn nào tên Hà Phương, Gigi và Hùng không nhỉ? Comment ngay có để điểm danh nhé. Còn chưa thì vào lẹ lẹ đi. Ôi, vào chưa đây? Mình dỗi nhá. Trong những bạn có tên rõ là hay này, cùng tất tần tật các dân chơi xinh trai đẹp gái đang xem, có ai nghĩ bản thân có quyền năng tối thượng không? Giúp mình một tay với. Đối thủ của mình dám thách thức mình, trả lời được những câu hỏi của nó. Nếu không thì mình sẽ phải gọi nó là sư phụ. Cày thế chứ lị. Vào việc luôn cho nắm nhá. Đầu tiên, tên đó nói với mình như này. Mặt ngang mũi dọc nhìn sáng sủa thế, nhưng mà không chắc biết câu trả lời cho bài toán lớp 2 này đâu nha. Ủa, cay thế. Một người nuôi 30 con vịt, vừa rồi người đó bán đi một số vịt. Hỏi người đó còn lại bao nhiêu con vịt? Các bạn cẩn thận, kẻo rất nhiều người đã học qua phải chào thua vì không thể đưa ra đáp án và giải thích được đâu. Ôi, may quá, đây rồi. Ăn ở tốt nên chơi với các bạn thông minh, mình đã tìm ra được rồi nè. 30 vịt trừ đi một số thì bằng một số còn lại. Kết quả rõ ràng thế nào, bao nhiêu để cô giáo tự giải được không? Vậy số vịt muốn bán bao nhiêu thì bán thôi. Nếu bạn không ưng với đáp án đó thì có thể đưa ra câu trả lời siêu tròn mà Giang Cư Mận đã tư vấn mình nè. Đó là lấy 30 trừ đi 3 hoặc 0. 1 là còn 3 con, 2 là còn 0 con. Ấy, ghê chưa. Bên cạnh đó các phụ huynh còn lên tiếng ầm ầm thế này cơ. Anh em xem thế nào, có phải phụ huynh mình không nhá? Tiếp đến là một bài toán đố mẹo quá là quen thuộc nhưng vẫn khiến 97% người chơi bị ăn một cú lừa. Không biết mình và các bạn có ai bị lừa không mà tên đối thủ dám gáy to thế nhở? Có 7 quả táo trên bàn, bạn cầm lấy 3 quả, hỏi bạn có bao nhiêu quả táo? Mình hé lộ cho các bạn biết nhé, cái này phải quan sát bức tranh cơ. Được rồi, nếu như câu trả lời là 7-3 thì không còn là bài toán đố mẹo thách thức người giải nữa. Khác hoàn toàn những bài toán đơn giản dành cho học sinh lớp 1, bạn phải nhìn vào bức tranh cơ mà. Nếu để ý kỹ bạn sẽ thấy chiếc túi đặt bên cạnh cái bàn. Điều này chứng tỏ người đàn ông này vừa mang số táo về và đặt lên bàn. Dù người đàn ông có cầm lên 3 quả táo thì tất cả chỗ táo này vẫn là của anh ta. Đáp án là chúng ta vẫn có 7 quả táo nha. Các cậu khá quá nhỉ, nhưng có thể là do ăn may thôi. Tôi nghĩ là toàn cái to cả. Ô hay, mày muốn tao đập cho phù mỏ hay gì? Cả khịa vừa thôi, các hảo anh em của tao đông lắm đấy. Đừng đùa phải không các anh em nhỉ? Ô thì nghe đây. Nếu chỉ có một que diêm trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu và một bếp củi, bạn thắp gì trước tiên? Siêu nhiều các thanh niên cứng rực đứng ở lớp mình khuyên mình rằng nên chọn thắp bếp củi cho nó ấm áp cái tâm hồn giữa trời đông lạnh giá đi đã. Nhưng mà no, sai bét tè lè nhè rồi. Phải thắp que diêm lên đã rồi làm gì thì làm chứ. Thế mới gọi là đố mẹo hại não. Dân chơi nào chinh phục được hết, đảm bảo không thông minh hết nước chấm thì cũng phải thông minh hơn đứa bạn ghét là cái chắc. Đồng ý thì thả ngay một like nhá. Tiếp tục xem như nào đây. Thanh toán học cũng phải bó tay với ca đếm chuột khó đỡ này á. Cứu cứu anh em ơi. Câu hỏi này rõ ràng mình thấy ở đâu rồi, nhưng giờ không nhớ ra là sao. Có một đàn chuột điếc đi ngang qua, hỏi có mấy con. À, nhớ ra rồi. Mình quả là thông minh không có đối thủ. Trêu thôi, ai có đáp án bước ra đây comment solo nhé. Đáp án của mình là đàn chuột điếc, trong đó có điếc, nghĩa là hư tai. Mà hư tai là 24, có 24 con nha. Trước khi đến với câu hỏi nhức cái nách tiếp theo thì các bạn cho mình hỏi dạo tí. Các bạn thích ăn bánh mì xúc xích không? Comment có hoặc không để điểm danh nha. Bởi vì ở đây đang có 2 chiếc bánh mì mới kẹp được một cái xúc xích. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu bánh mì để kẹp 10 cái xúc xích? Cái này mình thề, câu hỏi nó dài ơi là dài nhưng lại dễ ăn ơi là dễ ăn luôn. 10 cái xúc xích rõ ràng phải cần đến 11 cái bánh mì rồi. Để dễ hiểu hơn, bạn có thể vẽ lại trên giấy, hoặc cao siêu thì tưởng tượng ra là thấy rồi. Có vẻ quá là dễ ợt đúng không? Mình cũng từng gáy to nổ mạnh như vậy đấy. Và rồi nhận cái kết đắng ở câu hỏi tiếp theo mà tên đối thủ ngang tàn dành cho mình. Nó hỏi đúng một câu, bạn không thể ăn gì vào bữa sáng. Và rồi kết quả là gì đây nhỉ? Trả lời được chỉ trong 7 giây thì chắc chắn đầu óc nảy số cứ phải gọi là tưng tưng luôn, mình thề đấy. Đó chính là bữa trưa và bữa tối. Ngơ ngác ngỡ ngàng ngã ngửa chưa? Người thông minh mà mình khen, đó là ai thì lên tiếng xác nhận cái đi nhá. Không chỉ thử xem não mình có hoạt động hay không mà tên đối thủ còn thử khả năng tinh mắt của đôi mắt cận này nữa các bạn ạ.
u là trời, lúc đó chỉ muốn táng cho tên đó một trận. Nhưng giờ phải cảm ơn, bạn cứ tìm đi rồi mình giải thích tại sao cho. Ok, ai mà cứ tưởng là cá heo sẽ nằm ở dưới biển là thua ngay lập tức luôn đây này. Nhưng mình thông cảm được điều đó mà. Còn sự thật, đó là hình cá heo in trên tấm thảm nạ. Mình phải cảm ơn tên đối thủ của mình, bởi vì nhờ có câu ấy mà mình đã tinh tường hơn và phát hiện được khả năng thông minh trời phú tiềm ẩn này. Ha ha ha. Thêm một câu nữa về chủ đề tinh mắt tìm thứ bí ẩn. Đến đây thì mình có khá kinh nghiệm rồi, chắc không cái gì qua mặt được mình đâu. Nào, tìm cái gì đây? Là tìm con mèo á? Mèo 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 mèo, em ở đâu? Có cần mượn mắt thần của Tô Ngộ Không ta không? Ôi, thò ra giật bắn cả mình. Không cần đâu người anh em tốt. Dăm ba cái thử thách này làm sao làm khó được tôi và anh em nhanh trí nhở. Mèo đây chứ dề, giả vờ căng tí thôi mà. Chứ thực ra câu đố dính lời nguyền về Noel sau đây mới gọi là bá đạo. Ta đa, chỉ ai có mắt 11 trên 10 mới tìm ra chiếc bánh quy Noel bị sản xuất lỗi nằm ở đâu. Các bạn đừng tưởng có 4 cái hình mà chủ quan nha, siêu nhỏ luôn đó. Lần này có khi cần mượn mắt thần của Tôn Ngộ Không, thế lại không thấy người bạn mình xuất hiện. Mà thôi, chả cần, nó siêu nhỏ li ti ở hình thứ hai nè. Nếu mà làm được có từng này thì kém tắm quá. Tôi nghĩ bạn có thể làm được hơn những gì tôi biết chứ. Ái chả, khịa thế có điên máu không? Anh em đâu, bứt phá đi nào. Ở hình này có bao nhiêu đoạn thẳng, bạn nào đếm đúng được thì chắc chắn học giỏi toán siêu kinh điển luôn. Câu hỏi tưởng đơn giản như đang giỡn ấy thế mà cũng ra gì vần này nọ ra phết. Trong thời gian quy định mình không đếm ra nổi tất cả 12 đường đâu. Bạn nào đếm được thế, hâm mộ thế. Nếu bạn muốn lên đỉnh tư duy logic và học môn toán không có đối thủ thì nhất định không thể bỏ lỡ chùm cuối này. Cơ mà phải tập trung cao đó nha. Bạn lấy đi lớp áo của tôi không khóc và bạn lại khóc, tôi là ai? Hé lộ với các bạn, đây là một loại rau củ quả nhá. Đây là mình thích thì mình gợi ý thôi, chứ lẽ ra không có gợi ý gì đâu. Các bạn mà không đoán được, mình dỗi á. Đó là củ hành tây, nhắc đến đã thấy thốn rồi. Mỗi lần cắt hay thái giúp mẹ là mình toàn nước mắt giàn giụa thôi. Bạn nào chăm chỉ như mình mà cũng bị như mình không? Like, share, comment ngay và luôn đồng cảm để chúng ta mãi thuộc về nhau nào. Xin chào và ngay sau đây là phần quà nhất định bạn không thể bỏ lỡ. Trò chuyện cùng fan cứng vừa quen vừa lạ độc quyền tại Nhanh Trí. Tên nào được sướng lên hôm nay đây? Bạn Hà Nguyễn. Em tên là Hà. Nhìn nick là biết liền rồi nè. Chị Nhanh Trí có giọng cute ghê. Em thích kênh Nhanh Trí lắm, vừa bổ ích còn vui nữa. Em kêu bạn bè đăng ký kênh chị để chị đạt được nút vàng nha. Mãi yêu, mong được lên TV ạ. À. Ôi Hà cute xinh gái nhất lớp ơi, người Việt Nam nói là làm đó nha. Đoạn kêu các bạn ghé Nhanh Trí ấy. Nhanh Trí đang gọi tên bạn nè, có nghe tiếng không? Bạn Gigi, coi xong kênh chị hay và hơi rùng rợn, nhưng nghe giọng chị nói là em hết sợ. Chúc chị mạnh khỏe trong mùa dịch, mãi yêu kênh Nhanh Trí, mong chị cho em lên TV. Cái tên Gigi đặc biệt và rất dễ thương đó bạn ơi. Chắc xem trước video về ma quỷ chứ gì, dũng cảm lên tí nào chưa? Thưởng thức thêm các video khác của Nhanh Trí nhé. Bạn Minh Phương Đào, mình có rep trên video bạn comment rồi, cơ mà không thể không rep trực tiếp một lần nữa. Hi, chúc bạn Minh Phương Đào các thứ nhé. Bạn Hùng Nguyễn Ngọc hay là Hưng Nguyễn Ngọc đây, luôn yêu chị. Vâng, ba chữ mà không phải ai cũng nói ra được đâu. Chả biết là trai hay gái cơ mà, quá ư là ngọt ngào đấy nha. Bắt đền đấy, 500 hảo anh em cứ làm tim mình rung rinh cả ngày thôi. Cơ mà tự dưng mình buồn quá, lại đến lúc phải tạm chia tay chia chân với hảo anh chị em rồi. Các bạn có điều gì nhắn nhủ tới mình không nhỉ? Mình sẽ lót dép ngồi đợi đó. Đừng quên like, share video và đăng ký kênh nếu bạn thấy bản thân thông minh hơn sau mỗi lần thưởng thức Nhanh Trí nhé. See you again!